Hello, xin chào các bạn nha. Đó. Hôm gà không có vô chơi nữa nè, lâu quá mình bỏ, giờ nó đâu có dám lại ăn đâu bạn, nó ăn xa xa vậy thôi. Đó. Nói chung mình nuôi cái gì mình ra thường nó mới dạng được, mình mặc cái áo khác là nó bay gần gần luôn á. Mình thấy có bạn hỏi mình nuôi vậy nó có bị đau mắt chứ, bị tiêu chảy rồi không? Nói chung bình thường vậy nó không có bệnh chi cả bạn đại, tại vì mình làm mấy đó nó có nắng nắng lọt vô rồi nó ăn xong rồi nó tắm rửa nè, có nước sẵn này nó vô nó tắm rồi cái nó lên đó nó phơi nắng rồi nó ăn đất sỏi rồi đó. Đó rồi nó ít có bệnh đó mà. Nói chung hầu như mình nuôi mấy năm nay, 6-7 năm nay là không thấy đó. Nói chung nó ăn, mấy bạn cho ăn thức ăn này nè thì nó đi phân ướt, còn mà miếng mình cho nó ăn lúa không á thì nó đi phân khô, phân tròn 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 vậy đó. Nói chung mình làm lừa chuồng á, nó có gió lùa qua lại à, nắng buổi sáng nó cũng chiếu vào mấy nó dưới đây nữa nè bạn, ngay sau lưng mình nè, nó chiếu vô đây rồi buổi chiều mấy anh kia nó chiếu lại. Nói chung lúc nào nó cũng có nắng hết trơn, giấc trưa nữa nó phơi nắng, cu thì nó phải tắm nắng, phải nó ít có bị bệnh lắm. Mấy bạn để ý mà chim, mấy bạn mà để trong lòng á, không phơi nắng thì nó lâu lâu thì nó bị nhậm mắt. Với mình nuôi, mình có số bạn để gần nhà bếp á, treo ở trên đầu trên á, nó thường thường mình thời này thì không có nấu bếp củi chứ, thì nó mình như mình chiên xào hành tỏi rồi nó sẽ bị nhậm mắt. Đây là con này, nó dạng nó còn nhớ mình. Nói chung mình nuôi mình cứ định kỳ cứ mình cho ăn vitamin đó, cứ cách tháng gì đó mình mua vitamin AD nè, mình trộn vô với phân tẩy dung á, mình tẩy dung định kỳ cho nó là nó cũng không có bệnh đó bạn, ít lắm. Nói chung là hầu như không có, chỉ có ké, nó nổi ké trên cái thường thường trên cái trên cái sống mũi nó. Mấy bạn nuôi nào mà để ý là có lâu lâu có một con hai con vậy, nó nổi mà từ từ nó tự mình không lấy đầu mình lễ ra thì nó tự xuất ra, nó mùi cái nó văng ra. Như con này nó dạng này, mình nuôi nó đút nó từ nhỏ, chim con nuôi đút từ nhỏ là nó dạng này. Mình phải chơi thường nha, mình chơi liên tục cho nó ấy rồi nó mới dạng, chứ còn mình bỏ liều như vậy nó cũng không dạng nữa nè. Mình nuôi mình bỏ. Còn chim con như vậy nha, các bạn nuôi cứ cho ăn lúa với thức ăn vậy nè, hoặc là gạo là tự động chim mẹ nó đút, mà mới đẻ ra thì nó đút cứ như dạng như sữa các bạn, có từng đầu thì nó mẹ nó đút nó ăn vô á rồi nó tiêu qua rồi nó ở nó đút. Còn mà chim con thì cứ lúa với thức ăn vậy thôi. Bạn nào có tiền thì mua hạt kê này kia thêm nữa cho nó ăn càng tốt, nó nhiều chất dinh dưỡng là lẹ lớn rồi. Còn mấy thì cứ lúa nè, thức ăn cho gà nè, có hai loại, loại nhuyễn đó bạn, loại nhuyễn nó ăn nó còn bụi bỏ uổng, mình mua loại trung nè, loại viên viên gì nè nó ăn hết. Còn mấy bạn nào mà muốn giao lưu với mình á về cách chăn nuôi cứ để lại bình luận đi, rồi mình sẽ làm video hướng dẫn. Nhiều khi có mấy bạn xin số điện thoại, nhiều khi lúc đó mình cũng cho số điện thoại mình lấy bạn ơi. Nhiều khi mình làm những cách mình chia sẻ, nhiều khi có người tháo máy, người ta điện, người ta phá, và mình không có ngại này, mình không có đưa, chứ mình không có buôn bán nữa. Giờ mình không có bán, mà lúc trước mình có bán ở vòng vòng nhà thôi. Có anh em nào mà chơi thì lại vòng vòng nhà mình, thì mình ở vòng vòng nhà mình thì phải coi ưng ý thì mình chia, mà giờ mình nó bớt
bớt đẻ rồi mình không có bán nữa, mình chỉ nuôi mình chơi thôi. Bạn nào mà có muốn chăn nuôi hay gì hiểu biết thêm á thì mình cứ để lại bình luận đi, mình chịu khó mình ghi bình luận đi, mình sẽ làm cái clip mình hướng dẫn cho. Nào mình thấy dễ thì mình trong khả năng mình làm được thì mình sẽ làm cái clip mình hướng dẫn cho mấy bạn. Rồi video của mình quay mình chia sẻ cho mấy bạn, đến đây xin tạm kết thúc. Hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.